Rồi bây giờ con nói cho cô chú nghe con chuẩn bị làm cái gì? Bây giờ con làm TikTok hả? Trời đất, bây giờ nó đâu nó làm TikTok rồi cô chú ơi. Bây giờ diễn viên này nó đã làm gì đây? Nó... Thôi lại. Rồi, TikTok cái gì đây? À cái này cái điện thoại hả? Rồi bây giờ con tính làm gì? Làm gì mà dựng ghế rồi dựng vali rồi này kia tùm lum đây. Trời ơi, làm TikTok ghê gớm không? Thôi đừng TikTok giùm cho mẹ cái chơi ơi. À TikTok vậy đó hả con? It's a TikTok on my phone. Oh, điện thoại con, trên điện thoại nó TikTok hả? What do you know about TikTok là gì con? Because you got screw in my hand. Just spring. And you got clap them. You got stretch your legs like this. Đúng rồi. Giãn kéo cái chân rồi. Trên TikTok là người ta kéo cái chân, người ta vỗ tay với lại người ta sàn qua sàn lại. Rồi, vậy là TikTok đó hả con? Trời hay ghê ta ơi, trời ơi. À, còn có bi đa bi. À, con có bi đa bi. Trời đất ơi, bữa nay chơi TikTok giỏi ghê. Trời, quá giỏi rồi. I'm a sai. And my stars. And I can't be a yay. And I see you there, you die. Ở điện thoại con ghi TikTok hả con? Hay ghê. Điện thoại hay ghê con. Bây giờ mẹ cho mẹ mượn ghế mẹ ngồi nha. No, mommy's too big, you might break it. Cái ghế nhỏ quá, mẹ có thể cho mẹ ngồi lên gãy ghế hả? Trời ơi trời, nó cái ghế nhỏ quá, mẹ ngồi nên mẹ gãy ghế có được đời không? Thế nên nó tôi bự đó. Rồi TikTok đi. Rồi lớn lên rồi nó mà thêm 2 tuổi nữa là không ai chịu đời chơi thấu với nó đâu. Giờ nó chơi TikTok rồi tôi có biết. Cuộc đời tôi không biết TikTok là cái gì hết. Có cái cô kia hay cái chú khuyên nào á lập ra một cái nick TikTok của nó. Quá trời người đăng ký trên đó luôn, nhưng mà thật sự cái đó không phải là của Ngọc. Nhưng mà Ngọc đời nào cuộc đời Ngọc biết chơi với công nghệ thông tin đâu. Ngọc biết quay YouTube là mừng lắm rồi đó. À thích chụp hình đi con. Chụp hình đi con. À con làm kiểu chụp hình đi con, làm kiểu chụp hình TikTok đi con. Bi đa bi. Rồi chụp hình. Quá dữ luôn. Rồi ok. Quá dữ luôn. À chơi video game à, quá dữ rồi. Ôi trời ơi. Rồi kéo chân ra coi. Hát tầm bạ không chứ đâu có. Đổi đài nữa ha. Chuyển qua kênh YouTube của mẹ coi dạo này mẹ làm gì tránh rồi. Hả? Chuyển qua kênh YouTube của mẹ coi. YouTube mình tên gì ta? Được không? Ôi trời, quá dữ. Miraculous son of the best. Làm gì chụp hình Lily em? Miraculous, son of the best. And the test on rings on star. Miraculous, son of the best. And the test on rings on star. Miraculous, son of the best. And the test on rings on star. Miraculous, son
the best. Later, Liz. Sinner the best. I'll get something else. Thôi, thôi nữa. Quá, quá dữ rồi. Okay, that's ready. I can see or say. Okay, picture. That says she, I you die. And let's see, I get spicy. And I say, and I chips. And I say, you die. That is say. Quá dữ luôn, hay lắm bồ ơi. Ờ, mày ngồi lại, mày làm pha nam mũ con, mày ngồi pha pha nam mũ, mày làm cái này cho. Đè, mày làm cho đèn lên, pha nam mũ. Lên, 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 bước lên, sao không, lên, sao không. Rồi, bắt đầu lên nha. Hay quá ca sĩ ơi, hay quá chị sĩ ơi. Hát thêm bài nữa đi ca sĩ ơi. Hay quá sĩ sĩ. Rồi, lên đi sĩ. Bước qua đi ca sĩ, quay mặt qua đây ca sĩ. À ca sĩ điện thoại để đó, phải quay mặt đó hả? Ca sĩ quay mặt em đi, điện thoại em đang đứng đây này cho sĩ. Cho em quay phim ca sĩ, ca sĩ né cái mặt qua ngoài. Lâu lâu mới được gặp ca sĩ một lần mà ca sĩ đó. Trời ơi, ca sĩ quay mặt qua điện thoại của ca sĩ không à. PJ Masks, Lucky E, Lucky E. Trời, có Lucky E nữa hả? Bi là cái PC mà thì có Lucky E, Lucky E nữa hả? Lucky! Chase Sky, Hồi Rinh. Lucky just get scared of this, mommy. Ờ, Lucky sợ cái này hả con? Dạ, mẹ. Dạ, giỏi ghê, dạ mẹ. Ca sĩ ơi, ca sĩ ơi, quay qua đây cho em coi cái nè. Ca sĩ ơi, cái này gửi gì cho Bali Vinh Sình đi. Yeah. À không không hả? À. À không có kẹo hả, nhưng mà Vinh Sình Bali thích cái này nè. À không không gửi thôi. Con nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ nha. Ok, bà Chi Chi hả? Ok, bà Chi Chi hả? Mày giỡn mặt dữ lắm. Kêu tôi bà Chi Chi có được không? Tôi kêu nó là con chay cay hôi rình. Stay say booty. Đã đi. No, no, don't say it. I won't say it. Ok, rồi đứng lên ca sĩ, hát đây ca sĩ. PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks, a PJ Masks. At the time, at the first time, at the first time, I can't think it's like PJ Masks, PJ Masks. Should have it in the chunk of higher. Okay, look, PJ Masks can jump up higher like this. Okay, rồi, nhảy đây. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. I'm tired. Look, I can't live. No, mommy! À, mở lên, okay. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. I show how to dance, Daddy. Oh, you're showing my, here. You gotta go like this. Nhảy sao, nhảy sao, nhảy sao. Con nhảy cho mẹ coi rồi, ba chỉ con nhảy sao. À vậy hả, nhảy vậy hả. Này nữa khiếu, nó có cái khiếu hài hước. Khiếu hài hước là thứ nhất là nó nằm trong cái dòng máu của Ngọc. Rồi cái khiếu hài hước mà bà nội Ngọc cũng hài hước nữa. Ừ. Kiểu hài 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 sao đâu, nó lại Mỹ mà nó có cái máu của Huỳnh trong đây cũng nhiều lắm, nó tiếu tiếu hài hài. Chứ còn nó Ngọc thấy nó tiếu hài dữ lắm. Ngọc có thể Ngọc ở với nó 24/24 là Ngọc thấy được cái khiếu hài nó giống của ai mà Ngọc nhìn Ngọc biết liền à. Khiếu hài hài lạ lắm, ngộ lắm. Măng gà rồi, cho măng gà xi. Nhiều lúc nó nói những cái câu giỡn, những cái câu hài mà mình không thể tưởng tượng nổi luôn á. Thì mẹ có biết cái bài đó đâu. Mà chỉ có mình ấy trong nhà với nhau, cái mình nhìn cái mình biết là nó có cái gen sao thôi, chứ còn mắc cười đó lắm. Nó chế ra cái bài hát rồi, nó chế ra mấy cái câu nói vui, nó chế ra hay lắm, ngộ lắm. Nice.
Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Quên, em quên. Thôi chị. Trời ơi, trời đó té nghe. À, cô nói đi. Trời ơi, nó giờ nó cầm điện thoại, nó nói hello cô chú, là nó gọi điện thoại cho cô chú đó. À, TikTok nữa hả? Cái gì TikTok hoài vậy? Trời ơi, giờ nó mà cho nó cái điện thoại riêng là nó TikTok cả ngày luôn hả? Rồi giờ TikTok, rồi giờ TikTok rồi. À, mày cầm cho con TikTok, mày cầm đi. Okay, I TikTok this. Rồi, ok. No, I TikTok. Giờ TikTok nào? Giờ mày cầm cho con TikTok đi. TikTok is right. Mom, what does this play? Ai à? À mấy chú chạy mô tô của ngoài mày không? Ở ngoài sông mình đó, trời ơi giờ này mà đem nguyên một cái chiếc mô tô chạy ở trên cái dòng băng sông lạnh gần chết luôn, rảnh ghê chay ha. Yeah. Ừ, 10 giờ tối rồi mà kéo nguyên một cái đàn mô tô. Thôi mở cửa găng chi, kệ người ta đi. Kéo nguyên một cái dàn mô tô chạy ở ngoài đó đó có được đời không? Chạy chơi mà lỡ cái chỗ tối trời nguy hiểm lắm á chứ. Tối chở chỗ lỡ cái chiếc mô tô nó nặng mấy trăm ký rồi nó kêu nó nặng nó sụp thung hố là không ai cứu cho nổi, có biết đường ai đâu vô. Bởi vậy chơi kỳ ghê, chơi mạo hiểm dễ sợ. Nhiều người chơi cái mô tô đó là chết lắm rồi đó chứ không phải đơn giản đâu nha. Ngọc nghe hoài luôn á. Chơi cái mô tô đó mà chạy trên cái băng đóng băng á. Mười mấy tuổi á, 15, 16, 17 tuổi rồi nhỏ chơi riết cái nó bị lúng sâu ấy sao cái rồi cuối cùng chết luôn á, tội. Mà chơi trò kỳ quá. Những hoạt động ngoài trời chơi. Chạy xe mà chạy hết tốc độ luôn á nha, trên băng tuyết á, chạy hết tốc độ luôn. Con mô Phật đi con. Quỳ xuống mày mô Phật đi con. Quỳ xuống mô Phật cho con sức khỏe gì.